Công an tỉnh Hà Giang được cho là đang khẩn trương điều tra một vụ án chủ nhà nghỉ bị sát hại dã man. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ giết người dã man. Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ đêm ngày 2 tháng 5. Tại tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Vĩnh Tuy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Vĩnh Tuy cho biết, thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ông Đào Trọng Tuận, sinh năm 1969, là chủ nhà nghỉ Bình Dân tại địa phương, được nghi là đã nghe thấy tiếng đập cửa. Ông Tuận ra ngoài mở cửa và bị sát hại. Nguồn tin cho hay, nhiều khả năng ông Tuận bị sát hại bằng súng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.